Vâng, nếu mà Park Sơn dừng lại Ừ. thì là sai lầm rồi. Anh ấy cần một phút khi mà thời điểm hiện tại đối phương chưa lấy lại được tình hình. Nếu mà để ý thì vừa rồi cũng một pha Banshee và Queen đấu nhau đến chết. Và Vâng, hai cả hai bên anh con cùng chết. hòa, như vậy là hòa, kết thúc với tỷ số hòa. Zekling đang chạy vào, không hiểu là Nhiên lấy đã tầm nhìn ở đâu. có Vâng, đang đi nhờ phật vào chết Zekling rồi. đấy. Không hiểu chạy đâu này. Có lẽ là mới chỉ phán đoán xem đối phương ở đâu thôi, còn chưa biết là ở đâu cả. Ôi nhưng mà bắt được đống SCV này SCV thì khổng lồ, thì số lẽ lượng thì chạy đi SCV ngay. khổng lồ, hoàn toàn có thể SCV của cả một Một bầy đoàn đây. tàu SCV liền gặp đúng phòng chết. Và Được Zulu rồi thì là đợt của Park Sơn vòng 4 của Uy. có thể thấy là đội quân của Park Sơn không hề có Helion, không có gì hướng đam cho Sít Tăng. Không có Helion thì cứ Linh mà Linh Speed thôi. Vâng, cứ mát giác linh mà nào ạ. Hiện đã có Red Barrow, nhưng đã có Raven ở đây nên mỏ đã bị Có phá rất xung nhiều quanh quân Genji. của Bác Sơn để ở nhà. Có lẽ là đợt anh ấy sợ bị counter attack. Vâng, hai bên giáp đạn Sơn nhau. đang hơn hẳn về Ami rồi. Fanger. Tăng chưa kịp ship. Fanger tiếp. Fanger đến chết. Khi bị Fanger thì tăng không đang ăn ship thì không ship được. Đây là rất là hay. Còn đội quân E đang còn rất ít máu, một Fanger nữa thôi. Nếu mà cường nhịp thì thêm Raven cũng sẽ được tiêu diệt. Tôi từng nói anh Fanger đến chết mà. Park Sơn Phần hơi vội vàng Jacqueline trong cái đợt tiền tăng. cắn tăng. Đến gãy răng rồi. Tăng thì không có phản ứng gì cả. Vâng, mát sắc linh lao vào. Alien bây giờ mới đã xuất hiện. Viking cũng đã hạ xuống. Ri vẫn Giờ đánh thì như mid game, không phải là một trận late game. Vẫn đang tiếp tục dính với cả Rakling với Infester. sao không có Ucha? Có thể nói là Park Sơn rất vội vàng trong việc tiến tăng, không nhảy ếch, tiến từng tí một mà vội vàng tiến một cục. Có vẻ như là đi chấp nhận mất cái mỏ ba này, không hề có một ý tưởng gì để rất defend lại, nhiều muốn defend mỏ ba. SCV được kéo đi. Mặc dù vậy, Park Sơn đang có rất nhiều SCV, 95 SCV, quá thừa rồi. 28 Muta, đây có lẽ là yếu tố dứt điểm trận đấu ở đây. Đây mới là Bây giờ Muta ta đang lẻ này thì sẽ chết hết thôi. Phải có Infested Fanger. không sao, Viking hoàn toàn yếu thế trước Muta. Mà tăng với Helion, chỉ cần Viking bị tiêu diệt thì tất cả sẽ chấm hết. Và vâng, chính xác là Bắc Sơn ở lùi về. Bắt đầu make Thor đi 20 là con vừa. Muta. 20 con Muta, 7 Infestor. 25 Muta. Và số lượng Muta này bây giờ thì Turret các kiểu không hề có. Ở mò thứ tư này số lượng SCV rất là nhiều ở đây và nhiều khả năng là không defend được rồi. Ồ không, có một Turret đây. Nhưng Em với cũng số chết lượng ngay. Muta như này thì bao nhiêu cho vừa. Park Sơn quyết định counter attack, không phòng thủ nữa. SCV đã Số chết lượng sạch. SCV được Vi tiêu diệt là 63 con, 64. Còn đây là một quả khá của đấm ăn xôi của Bác Sơn. Nhưng không được Thả đâu. Infested Della. Vâng, cùng với Muta nữa thì đống tăng này không là gì cả rồi. Ban nãy khi có một khoảng tham minh khi mà Park Sơn hơn hẳn về supply nhưng rất tiếc cho anh ấy. Khi mà bị bắt lẻ cả một đám tăng chỉ vì vài phát Fanger.
Viking cũng bị Thunder. Vậy đấy là investor rất là bá đạo. Và bây giờ sẽ quay lại tiết số 4. 32 Muta có thể dứt điểm trận đấu bằng sự này Muta được rồi. Tầng giờ này thì có cả Thor, một chú Thor và ba chú Viking. Tất cả SCV đứng như này thì phải. Rất là may. Nếu mà có hai con Thor đây thì đám Muta này đi hết. Nhưng mà chỉ có một thì... rất buồn. Anh ấy vẫn tiếp tục mất xin tăng làm... Không hiểu. Không hiểu tại sao vẫn tiếp tục là mất xin tăng. Có lẽ ở đây sẽ là kết thúc trận đấu rồi. Có lẽ là để giành ga từ đầu đến cuối trận để làm một phát vài chục con Muta như này. Quá kinh khủng. Tech Lab đang được phá. Vậy là không có thêm kho nào cho Bắc Sơn. Bắc Sơn quyết định lên nhiều vai trinh để đối đầu với Muta. Vâng, rất nhiều SCV đang cùng chụm vào một cục như là Pháp Map vậy. Muta focus được vào đây thì đòn những viên đạn lan của Muta tiêu diệt sạch với SCV đây. Không cần phá kho chết cũng là kết thúc rồi. Bắc Sơn đã có GG rất thể cối. Đầu ra diễn làm phút thứ 32 mươi hai.